các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Những trở ngại trong thực dưỡng. Một, quá muộn. Với những trường hợp quá muộn, cơ thể đã suy thoái trầm trọng, thực dưỡng có thể không đủ thời gian để cứu con mình. Tuy nhiên, nếu áp dụng thực dưỡng, bệnh nhân quá muộn vẫn hưởng được nhiều lợi ích như không bị đau đớn hành hạ và ra đi êm thấm. 2. Thiếu niềm tin và ý chí. Niềm tin và ý chí được củng cố qua sự nghiên cứu sách, báo, thực dưỡng và học hỏi người có kinh nghiệm, nhất là những người đồng bệnh đã và đang theo thực dưỡng. Đồng thời phải lưu tâm theo dõi những chuyển biến của cơ thể và vận dụng những điều đã nghiên cứu, học hỏi để lấy kinh nghiệm cho bản thân. Không tin theo những hướng dẫn của thực dưỡng, bệnh nhân dễ sai phạm hoặc bỏ nửa chừng do ý kiến của những người không am hiểu thực dưỡng, hoặc bị lôi cuốn bởi những món ăn uống cấm kỵ. 3. Không được gia đình, thân nhân hỗ trợ. Nếu những người trong gia đình bệnh nhân, nhất là những người có phần sự chăm sóc trực tiếp không hiểu biết hoặc không đồng tình ủng hộ, thì có thể vì lòng thương sẽ làm hại diễn tiến cải thiện sức khỏe theo phương pháp thực dưỡng. 4. Những sai lầm khác. Ngoài những sai lầm như nhai không kỹ, ăn nhiều, uống nước nhiều, nhịn ăn không cẩn thận, người mới thực hành thường mắc một số sai lầm khác như dương quá độ, ăn thật mặn, cố nhịn nước dù khát, vận động thể lực tối đa hoặc ăn toàn các món nướng, rang, chiên dù đang trong mùa hè. Việc này có thể vượt mức chịu đựng của cơ thể, gây ra tình trạng kiệt sức hoặc những phản ứng mãnh liệt dẫn đến sự phá giới vô cùng nguy hiểm. Chủ trương của thực dưỡng là quân bình và điều độ. Không biết linh động. Ví dụ trẻ con và người già răng yếu, không biết nấu nhừ, xay, giã nhỏ thức ăn trước khi ăn, không biết chế biến thực phẩm cho dễ ăn, hoặc cứ ăn mãi gạo lứt muối mè lâu ngày sinh ra chán. Ha ha ha, 问什么的说呵。